Mạn Thanh, phụ thân ta chết trong tay phụ thân chàng. Tuy là cuộc đọ sức công bằng trong võ lâm, nhưng mà mẫu thân ta cùng người của bang Kim Tiền vẫn không thể chấp nhận sự thực ta và chàng ở bên nhau. Vì vậy lần này ta tới là tạm biệt chàng. Từ nay về sau, ta chàng nếu còn gặp lại, hoặc là đọ súng đọ gươm, hoặc như người dưng nước lã. Tiên Nhi, chàng đừng lại đây. Ta vốn nên dùng đao giết kẻ thù giết cha, nhưng ta không làm được. Chàng đừng ép ta. Tiên Nhi, nàng hãy nghe ta nói đã. Ta và nàng yêu nhau không phải lỗi lầm của ai. Vì sao phải lấy ân oán đời trước để trở thành công xiềng của đời sau? Thực ra hôm nay ta hẹn với nàng, ta không nhắc tới ân oán đời trước. Ta chỉ cảm thấy ta có thể từ bỏ, nàng cũng có thể. Vì vậy ta tới là muốn nói với nàng, ta muốn lấy nàng làm vợ. Mạn Thanh, chàng muốn lấy ta làm vợ? Tiên Nhi, nếu có một ngày ta phụ nàng, nàng hãy dùng chiếc phi đao này để giết ta. Ta tuyệt đối không chống lại. Tiên Nhi, hãy đợi ta. Đợi ta đi tới bang Kim Tiền cưới nàng. Được, ta đợi chàng. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế Chiếu viết: niệm tình Lý Thám Hoa giúp đỡ triều đình vì dân chính là hiệp khách, tích đức. Con trai Lý Thám Hoa Lý Mạn Thanh noi theo phụ thân, có đức có tài, trẫm rất vui mừng. Nay công chúa Đức An đã đến tuổi thành thân, khi chọn rể hiền. Lý Mạn Thanh vẫn chưa thành gia thất, vi thành giai nhân chi mỹ, chỉ định làm phò mã của công chúa, chọn giờ đẹp thành thân, bố cáo trong ngoài, hàm sử văn chi, khâm thử. Lý công tử, tiếp chỉ. Cao công công, thứ lỗi, thần không thể tiếp chỉ. Ngươi... Thảo dân cảm ơn thánh thượng chiếu cố Lý gia, nhưng thân phận thảo dân thấp hèn không thể hủy hoại thân thể công chúa. Mong cao công công hiểu cho. Được, vậy ta xem ngươi ăn nói thế nào với thánh thượng và công chúa. Chàng ấy thật sự nói như vậy sao? Vâng ạ. Nói như vậy, chàng vì thượng quan tiên mới từ chối ta. E rằng là như vậy, nhưng bọn họ không phải là kẻ thù sao? Điều này nô tài không biết. Thứ mà Đức An công chúa ta nhắm trúng, chưa bao giờ không có được cả. Tiên Nhi, đợi ta. Ta chắc chắn sẽ đến Kim Tiền bang cưới nàng làm vợ. Mạn Thanh, rốt cuộc khi nào chàng mới tới? Thiếu chủ, bọn chúng sắp xông vào rồi, chúng ta mau đi thôi. Kim Tiền bang bọn ta chưa bao giờ vi phạm vương pháp, tại sao các ngươi lại ra tay độc ác như vậy? Cha cô nhận đồ bất nghĩa, cất giấu ở nơi nào đó, triều đình đã sớm coi là cái đinh trong mắt. May có Lý Mạn Thanh nói cho biết, xào huyệt của Kim Tiền bang ở đâu. Hôm nay bọn ta chắc chắn sẽ có được bảo tàng. Ta khuyên cô mau bó tay chịu trói đi. Các ngươi không cần lừa ta, Mạn Thanh sẽ không bao giờ bán đứng ta cả. Cô chết tâm đi, thánh thượng đã giáng chỉ. Lý Mạn Thanh lập công cho triều đình, ban làm phò mã của Đức An công chúa. Hôm nay sẽ cưới Đức An công chúa. Giữa công chúa và Kim Tiền bang, cô thấy hắn sẽ chọn bên nào? Không thể nào. Không thể nào. Mạn Thanh sẽ không lừa ta.
chàng nói sẽ đến cưới ta. Thiếu chủ, bây giờ giữ mạng quan trọng. Hắn có lửa hay không sau này sẽ rõ cả thôi. Người đi trước đi. Chúa, sao cô ta lại hôn mê rồi? Khởi bẩm công chúa, người này đang mang thai, cộng thêm tâm trạng kích động, cho nên mới dẫn đến hôn mê. Đúng là nữ nhân không biết xấu hổ. Nếu đã thế, ta không thể giữ ngươi lại. Gọi cô ta dậy. Vâng. Người chính là Thượng Quan Tiên. Cô là ai? Ta chính là Đức An công chúa. Ta không thù không oán với cô. Tại sao cô lại làm như vậy với ta? Không có thù nhưng có oán. Ta thích Lý Mạn Thanh, Lý công tử, nhưng ngươi lại đi quyến rũ chàng. Ngươi nói ta phải làm gì ngươi đây? Quyến rũ? Ta và Lý Mạn Thanh lưỡng tình tương duyệt, sao lại nói là quyến rũ được? Ngược lại là cô yêu nhưng không có được, cho nên mới nảy sinh oán hận với ta đúng không? Cái tát này ta muốn cho ngươi biết nên nói chuyện thế nào với bổn công chúa. Còn nữa, Lý công tử lưỡng tình tương duyệt với ngươi, sớm đã nhận ý chỉ của hoàng thượng, lấy manh mối về Kim Tiền Bang, làm xính lễ trao đổi để thành thân với ta rồi. Cô nói bậy. Ta và Mạn Thanh quen biết nhiều năm, chẳng không thể nào là kẻ tiểu nhân như vậy được. Không đến lượt ngươi tin hay không, dù sao ngươi cũng không có cơ hội biết được. Cho dù chẳng có chết cũng không muốn cưới ta sao? Là do ta với không tới Lý phủ sao? Công chúa hiểu lầm rồi. Mạn Thanh bằng lòng cưới công chúa. Đây chính là điều kiện mà ta giúp chàng cứu Thượng Quan Tiên sao? Được,
Nếu đã vậy, vậy thì ta cũng dám cược hạnh phúc của mình giúp chàng cứu cô ta là được. Bây giờ chàng có thể yên tâm rồi chứ? Vậy chàng phải nhớ kỹ lời hứa của mình. Ta tuyệt đối không nuốt lời. Tiên Nhi, xin lỗi. Ta chỉ có thể làm thế này mới cứu được nàng. Công chúa có lệnh, không thể giữ cô lại được. Bây giờ bọn ta sẽ tiễn cô lên đường. Công chúa thật độc ác. Hôm nay là ngày thành thân của Đức An công chúa và Lý Mạn Thanh. Cô không thể không chết. Cô cứ yên tâm lên đường đi. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Phía trước kia, mau lên. Bên đó kia, đứng lại. Vào trong xem đi, đi. Không có. Đi, đi. Ah!
Người trước tiên nghe ta nói, người là đồ tiểu nhân bỉ ổi. Tiểu thư vì ngươi mà có thai, nhưng ngươi lại cưới công chúa Đức An. Bây giờ ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng tiểu thư đã không thấy đâu nữa. Hôm nay ta phải giết chết ngươi, báo thù cho tiểu thư. Tiên nhi có thai rồi, bớt nói nhảm đi. Kết thúc, kết thúc. Tiên nhi có thai rồi. Cái gì? Kết thúc. Cho dù thế nào phải giúp ta tìm được nàng ấy. Yên tâm đi thiếu chủ. Con à, có lẽ con không nên đến với thế giới này. Sao công chúa đột nhiên sinh sớm chứ? Ngự y vẫn chưa đến, phỏ mã cũng không trong phủ, gấp chết đi được. Công chúa cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn nữa. Hít thở. Cố gắng hơn nữa. Công chúa, đầu của đứa bé sắp ra rồi. Gắng sức, dùng lực hơn, gắng hơn nữa. Công chúa, sinh rồi. Là một tiểu thiếu gia. Công chúa, người xem, đúng là đáng yêu. Không tốt, công chúa lại hôn mê rồi. Chúng ta nhanh lên. Công chúa đúng là nhiều kiếp nạn, không dễ gì sinh được, lúc này lại hôn mê. Được rồi, ngươi đừng lải nhải nữa, ta cho ngươi biết, nếu công chúa có chuyện gì, chúng ta đều phải chết. Yêu ly biệt, oán hận gặp nhau, buông tay về với Phật, hoàn toàn không giống nhau. Lý Mạn Thanh, từ nay về sau, ta với ngươi là người lạ khác thường, ân đoạn nghĩa tuyệt. Hai mươi năm sau, thank you.
Huynh, sao muội lại ăn mặc như thế này? Cần huynh quản chắc, đổ xấu xa. Huynh thực sự đến? Tất nhiên rồi. Cho muội. Đây là chiếc châm muội vẫn luôn muốn có. Huynh lại mua được nó. Hôm nay ngày đại hỷ của huynh đệ tốt của ta. Chút thành ý, không cần quá cảm động đâu. Ai nói với huynh hôm nay là ngày đại hỷ của muội? Huynh đừng có nói lung tung. Muội sắp gả cho người ta rồi, muội chú ý một chút thái độ muội nói chuyện, cẩn thận phu quân của muội đánh muội đấy. Những chuyện này không cần huynh phải quản. Muội đánh cược với chính muội, đánh cược hôm nay huynh sẽ đến. Huynh đến dẫn muội đào hôn đúng không? Đi thôi, chúng ta đào hôn đi. Đừng nghịch. Cha muội biết được sẽ đánh gãy chân ta, muội muốn thì tự đi đi. Vậy huynh không phải đến để dẫn muội đi, vậy đến đây để làm gì? Ta đến để chúc mừng muội. Huynh, nói thật, đừng nói dối. Cái gì mà nói cho muội biết, hôm nay ta đến là muốn tìm lại đôi vòng long phượng kia. Không ở chỗ muội, có muội cũng sẽ không đưa cho huynh đâu. Lão gia đến rồi. Phương lão gia, Phương tiểu thư đến rồi. Nhanh nhanh, mời đại tiểu thư ra. Cẩn thận chút. Cẩn thận, chậm thôi. Đồ xấu xa, muội hỏi huynh. Nếu muội không nói với huynh, cha muội từ tiệm cầm đồ mua được đôi vòng long phượng này làm đồ cưới cho muội, có phải huynh sẽ không đến không? Muội đưa đôi vòng long phượng cho ta, ta sẽ nói cho muội biết. Không cần. Muội nể mặt, chúng ta cùng lớn lên, cùng đánh nhau, cùng bị cha muội trừng phạt. Muội đưa cho ta đôi vòng đó đi được không? Vậy huynh nói rõ trước, huynh đến vì muội hay là vì đôi long phượng này? Cái này khác biệt sao? Tất nhiên có rồi. Nếu huynh đến vì muội, huynh phải giúp muội đào hôn. Chúng ta là một giao dịch được không? Ta giúp muội đào hôn, muội đem đôi vòng kia cho ta. Không đúng. Ai nói muốn làm giao dịch với huynh? Nếu huynh muốn như vậy, muội cứ không đưa cho huynh. Đợi đã. Lão gia, sao lại là ngươi? Tiểu thư ép tôi mặc bộ y phục này. Tiểu thư đi đâu rồi? Cô ấy cầm đồ, nói muốn đi lưu lạc giang hồ. Đây, tức chết ta rồi. Đưa muội. Buông tay, không muốn. Buông tay, không muốn. Đúng là phản rồi. Rốt cuộc người đi đâu rồi? Các người đều đứng ngay cả ra đấy làm gì? Còn không mau đi tìm cho ta. Mau đi tìm đi. Muốn trộm vòng long phượng của muội không đơn giản vậy đâu. Ta xin muội thả ta ra đi. Không muốn. Muội rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt đúng không? Nếu đã vậy, chúng ta chỉ có đường ai nấy đi thôi. Đường ai nấy đi? Huynh muốn làm gì? Tân nương đào hôn rồi. Người đâu? Tân nương đào hôn rồi. Câm miệng, câm miệng, mau đến đây. Còn không mau đi tìm cho ta. Tân nương đào hôn rồi, mau đến đây. Muội ấy muốn chạy. Câm miệng, câm miệng. Thượng quan hại, các con làm gì vậy? Cha, cha. Đừng có cha nữa, còn không đi. Còn không mau đuổi theo cho ta. Đứng lại, chạy bên này, không được chạy. Mau lên, mau lên. Mau lên, đuổi đến nơi rồi. Mau lên, tránh ra. Đứng lại, đừng để họ chạy. Mau, mau đuổi theo, bên này.
Đừng chạy nữa. Phương Khả Khả, còn đúng là chọc tức ta rồi. Đứng lại. Mau đuổi theo cho ta. Nhường đường một chút. Muội dừng lại làm gì vậy? Đứng lại. Công tử, huynh phải đền tiền. Huynh tìm họ mà đòi. Đi, đi mau. Đám người các ngươi, cho dù là ai, chỉ cần bắt hai người họ lại cho ta, lão gia thưởng 20 lượng bạc. 20 lượng. Hai mươi lượng. Đừng để họ chạy. Ngươi đứng đó cho ta, đừng có giở trò gì. Ngươi đấy, bảo ngươi làm một việc cũng không xong. Ta xem sau này ngươi gả đi thế nào đây. Còn huynh nữa, đều là huynh làm hỏng chuyện tốt của ta. Nếu hôm nay muội gả cho tên Khương công tử gì đó, vòng long phượng ấy huynh cũng đừng mong có được. Nếu muội thực sự không muốn gả đi, ta có thể giúp muội. Ta đảm bảo hôm nay muội không gả đi được đâu. Nhưng sau khi xong việc, vòng long phượng này sẽ thuộc về ta, thế nào? Huynh có thể giở trò ở trước mặt cha muội sao? Muội muốn gả đi như vậy thì gả đi. Ta không cần muội. Đi 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 đi. Được. Ta tin huynh một lần. Muội phải làm thế nào đây? Tóm lại lát nữa dù có xảy ra chuyện gì, muội cũng đừng nói câu gì. Phối hợp với ta tốt là được. Hiểu không? Con rể ngoan, con đến rồi à? Con rể ngoan, giờ lành đã đến, sao ta nương vẫn chưa đến? Vì Khương công tử, ta nói ngươi, tiểu tử ngươi, Khương công tử, cao như này à? Đúng là nhân tài, học thức sâu rộng, tài cao hơn người, là con trai chi huyện. Khương công tử, huynh phải làm chủ cho ta. Con rể hiền, huynh là ai? Có oan ức gì? Con rể hiền, đừng nghe lời hắn nói, tiểu tử này. Nhạc phụ đừng vội, nghe huynh ấy từ từ nói đã, mời lão gia tránh ra. Khương Chi Huyện cha huynh cần chính yêu dân, cũng là thanh thiên đại lão gia của lão bách tính Sơn Thành chúng ta, phải không nào? Phải. Có điều huynh không biết oan ức trong lòng ta. Ta giới thiệu bản thân trước đã. Ta họ hai chữ Thượng Quan, tên một chữ Hoại. Với tiểu thư Phương gia, chính là muội ấy, Phương Khả Khả. Có thể nói là thanh mai trúc mã, tình chàng ý thiếp, ân ân ái ái, ngọt ngào. Thực ra hai bọn ta sớm đã tự định ước cả đời với nhau rồi. Hai đứa nói bệnh, hai đứa định ước cả đời khi nào? Còn Giải Hiện đừng nghe hắn nói, định ước cả đời khi nào? Khoan đã, huynh nói tiếp đi. Sự tình không phải như vậy, Phương lão gia đợi đã. Không biết làm sao, gia đạo ta sa sút, quả phụ sống qua ngày, hai nhà bọn ta thân phận chênh lệch, tình cảm của bọn ta đương nhiên không thể nói với người ngoài. Cho nên Phương lão gia mới gán ghép Khả Khả cho người khác, Thượng Quan Hoại ta, tuy không có xu nào cũng không có ruộng đất. Nhưng Khả Khả là người ta yêu thương, sao ta có thể để muội ấy gả cho người khác? Nhạc phụ, Phương lão gia, tại sao ngài không nói sớm? Đúng là trí thức không được trọng dụng. Chuyện này ta sẽ tự bẩm với phụ thân. Hôn sự này bỏ đi. Không, không phải như vậy. Còn Dễ Hiền nghe ta nói. Chuyện đã vậy rồi, không cần phải nói gì nữa. Phương cô nương, đời này ta và cô không có duyên, là Khương mẫu ta không có phúc này. Thượng Quan công tử, tại hạ chúc phúc hai người. Con Dễ Hiền, cảm ơn. Mọi người về hết đi. Hôm nay hôn lễ hủy bỏ, về đi. Cầm miệng, lôi nó vào phòng. Vâng, thưa lão gia. Tiểu thư, vào trước đã. Thỏa đáng rồi. Người đâu? Lôi hắn ra ngoài đánh. Vâng, đánh, mau. Khương công tử, đừng đi. Người đừng đánh vào mặt ta. Tức chết ta rồi. Công công, Hàn đại nhân đã tìm được Thượng Quan Tiên. Người phụ nữ Thượng Quan Tiên này xảo quyệt vô cùng, lần nào cũng để ả ta chạy thoát. Hy vọng lần này đừng để ta thất vọng. Cũng tiện ăn nói với công chúa. Công công,
Lần này Hàn đại nhân tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của công công. Điều quan trọng hơn là một mũi tên trúng hai đích. Hàn Tuấn nhất định phải tìm lại bản đồ kho báu của Kim Tiền Bang cho ta. Mẹ, con về rồi. Lại đi đâu gây họa rồi? Từ nhỏ đến lớn, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, phải cẩn trọng trong từng lời nói hành động. Con đã làm những gì? Sớm biết như thế này, khi ở trong phố, ta nên bóp chết con cho rồi. Cho dù con là kẻ xấu xa nhất thiên hạ, con cũng là do mẹ sinh ra đấy. Nói, rốt cuộc đã chạy đi đâu gây họa hả? Vòng long phượng của mẹ. Nào, ăn đi. Cảm ơn mẹ. Vì tìm vòng long phượng này, con đã chịu không ít khổ cực phải không? Sao con biết tung tích của vòng long phượng này? Thực ra tất cả những gì mẹ làm vì con đều biết. Lần trước con đánh bị thương nha dịch cưỡng ép dân nữ, bị nha dịch nhốt lại. Mẹ đem đôi vòng long phượng này ra mới cứu con ra được. Sau đó con luôn nghe ngóng tung tích của nó. Cuối cùng con phát hiện thì ra nó ở trong tay của người nhà họ Phương. Cho nên con nghĩ hôm nay nhân đại hôn của Phương Khả Khả, nhân lúc đại loạn trộm nó đi. Kết quả vẫn bị phát hiện. Bình thường không luyện công cho tốt mới bị đánh trọng thương như vậy. Lần sau chết luôn ở ngoài đi cho xong. Ăn đi. Con biết lỗi rồi. Cuối cùng cũng vẫn không trốn được. Đừng cử động, đừng lên tiếng. Ta ra ngoài xem bọn họ. Thượng quan Tiên, quả nhiên ngươi trốn ở đây. Bọn ta tìm ngươi vất vả quá. Tìm bao nhiêu năm như vậy, ngươi không thấy mệt sao? Bớt phí lời, mau giao bản đồ kho báu của Kim Tiền Bang ra đây, cho ngươi toàn thây. Bản đồ kho báu của Kim Tiền Bang ta sao có thể giao đến tay của kẻ tiểu nhân đến mặt cũng không dám lộ ra như ngươi? Có bản lĩnh tự ngươi đến lấy đi. Hoại Nhi, Hoại Nhi, mẹ, mẹ đừng quan tâm con, mẹ đi mau. Muốn đi không dễ vậy đâu. Ta đi mau. Đi, đi.
Đuổi theo. Vâng. Mẫu thân. Đừng phục thù cho ta nữa. Vì mình mà sống tiếp cho tốt. Sống tốt. Mẫu thân. Mẫu thân. Mẫu thân. Mẫu thân. Người đừng chết. Người đừng rời xa con. Mẫu thân. Mẫu thân, con tìm người đến cứu người. Lục soát kỹ cho ta. Đừng để bọn chúng chạy mất. Bên kia, tìm kỹ vào. Mau, tìm mau đi. Nhất định phải bắt lại cho ta. Bên này. Bên này. Bản đồ báu vật của Kim Tiền Bang nhất định ở trên người cô ta. Chúng ta tìm cô ta, nhất định đừng để cô ta chạy mất. Tiếp tục tìm cho ta. Xin lỗi, mẫu thân cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Nếu con không học được Long Phụng Hoàn thì làm sao bảo vệ được bản thân chứ?
Mấy tên che mặt đó sao lại muốn giết ngươi? Cô cũng đến để giết ta sao? Hỏi ngươi lần cuối, tại sao mấy tên che mặt đó lại truy sát ngươi? Ta không biết. Là thật sự không biết hay là giả vờ không biết? Lẽ nào cô là hậu nhân của tiểu Lý Phi Đao? Người còn dám nhắc đến họ Lý với ta, ta giờ sẽ một kiếm giết chết ngươi. Vậy giờ cô ra tay nhanh đi, dù sao ta cũng không muốn sống nữa. Là người kẻ nào cũng tham sống sợ chết, sao ngươi lại muốn tìm cái chết? Những người thân nhất của ta trên thế giới này đều bị hại chết rồi, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa? Chính là người lúc nãy ngươi mai táng sao? Vậy thì ngươi thật đáng chết. Nếu như theo ngươi nói, những người thân nhất của ngươi đều bị hại chết, sao ngươi không muốn báo thù cho họ mà một lòng đi tìm cái chết? Uổng cho ngươi là một nam nhân, sống quả thật là vô dụng. Cô tưởng ta không muốn báo thù sao? Là mẫu thân trước khi lâm chung nói với ta, nhất định không thể báo thù, muốn ta phải tiếp tục sống cho tốt. Cô nương, cô có muốn giết ta không? Làm phiền cô nhanh ra tay đi, đừng có dây dưa nữa. Này, trong lọ thuốc này là thuốc do chuyển lên người Xiêm La điều chế, luyện chế tử thi. Ta chỉ cần đốt hương lên, trước khi chúng ta chưa bị cháy rụi, lục phủ ngũ tạng của ngươi sẽ cứng lại, giống như đổ sứ vậy, không hư, không hỏng. Nếu ngươi đã muốn chết như vậy, ta sẽ cho ngươi được toại nguyện. Chờ làm xác sống đi. Mẫu thần nói đúng, người càng nhìn dịu dàng thì càng ác độc. Có phải sư phụ có chuyện muốn tìm ta? Tỷ tỷ, sư phụ nói tàng bảo đồ của Kim Tiền Bang lại tái xuất giang hồ, muốn tỷ đi tìm. Được, ta biết rồi. Sư phụ còn dặn dò gì khác không? Bảo tỷ hành sự phải chú ý an toàn, thay ta thỉnh an lão nhân gia. Thì ra cô ấy chỉ hù dọa ta, là giúp ta mới đúng. Thank you.
Nhị cho tiểu tử nhà ngươi, ta thật là xem thường ngươi rồi. Chỉ bằng thời gian nửa nén hương, thể lực của ngươi đã hoàn toàn khôi phục rồi. Thực ra tâm địa của cô cũng không xấu xa như tôi nghĩ. Những thứ đó vốn dĩ chẳng phải thuốc độc. Đừng có hù dọa ta. Cảm ơn cô nhé. Thân thể của ta đã khá lên nhiều rồi. Đúng rồi. Kiếm pháp lúc nãy là gì thế? Nhìn cũng đẹp đấy. Không cho phép ngươi nói linh tinh. Lần sau còn dám lén nhìn ta luyện kiếm, cẩn thận ta móc mắt ngươi đấy. Ta cũng đâu phải là cố ý đâu, ta chỉ là trùng hợp thôi. Còn nói nữa, này, sao vậy? Cô không sao chứ? Này, cô nương. Này. Cô nương, thì ra là cô ở đây. Thân thể đã đỡ chưa? Câu này đáng lẽ do ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Ta hình như chưa gặp ai có tình trạng giống như cô lúc nãy. Nguyên nhân là do luyện công sao? Nhìn xem, mặt trời ló dạng rồi kìa. Thực ra mặt trời mọc so với mặt trời lặn càng thích hợp để tạm biệt. Như thế có ý nghĩa hơn. Còn là một sự bắt đầu mới. Mẫu thân, người an nghỉ đi. Con sẽ nghe lời của người. Con sẽ sống tiếp thật tốt. Những người đó rốt cuộc vì sao lại truy sát ngươi? Người bọn chúng giết là mẫu thân của ngươi. Ngươi một chút cũng không muốn thay bà ấy báo thù sao? Có lẽ báo thù là cách đơn giản nhất. Là mẫu thân trước khi lâm chung đã dặn dò ta, không thể báo thù cho bà ấy. Nhưng ta không thể để bà ấy chết một cách không rõ ràng như vậy. Nhiều năm như vậy, ta cùng mẫu thân chạy đông trốn tây, vẫn không chạy thoát được. Chỉ dựa vào trình độ công lực của ngươi hiện giờ, ngươi còn nghĩ đến báo thù? Trời sáng rồi, ngươi quay về đi. Ta đi tìm chút đồ ăn. Cô nương, quen cô lâu như vậy, ta vẫn chưa biết quý tính của cô. Ta họ Tiết. Ta tên Thượng Quan Hoại. Không quan trọng. Phò mã. Công chúa. Phò mã đến rồi. Mời uống trà. Không biết công chúa gọi ta đến có chuyện gì? Đã tìm thấy tung tích của Chính Nhi chưa? Vẫn chưa. Có điều ta nghĩ Chính Nhi lần này chu du chắc chắn là có nhiều kinh nghiệm rồi. Xin công chúa đừng quá lo lắng. Phò mã, Chính Nhi là con trai duy nhất của ông. Sao ta có thể không lo lắng được? Công chúa.
Đi xuống cùng với ta đi. Bao nhiêu năm như vậy, ông vẫn không thể quên được mẹ con bọn họ sao? Công chúa nói rất đúng. Người và ta làm phu thê nhiều năm, hơn nữa còn có cả chính nhi. Ta không biết vì sao công chúa vẫn không thể buông xuống. Người không thể buông xuống chính là ông. Công chúa, chúng ta đã sớm là một đôi phu thê danh chính ngôn thuận rồi. Ta chỉ hy vọng cuộc sống của chúng ta về sau có thể một nhà vui vẻ, thượng tử hạ hiếu. Ta không cần biết ông muốn gì, ta chỉ muốn nói một câu: Lý gia chỉ có một đứa con trai, chính là Lý Chính con ta. Công chúa, chuyện đã qua đi bao nhiêu năm rồi, ân oán của đời trước, ta nghĩ cũng nên đến lúc kết thúc rồi đấy. Ta chỉ là muốn tìm về đứa con trai ruột của mình ở bên ngoài bao nhiêu năm lưu lạc. Thế sao? Chỉ vì muốn tìm con trai sao? Ông cho là ta không biết ông đang có tính toán gì sao? Ông chẳng qua là vì muốn tìm truyền nhân cho Lý Gia Phi Đao. Nếu như công chúa cứ nhất định kiên quyết suy nghĩ như vậy, vậy ta cũng không còn gì để nói nữa. Ông đương nhiên không có lời nào để nói, bởi vì căn bản trong lòng ông cảm thấy hổ thẹn. Chính vì tại sao lại không trở thành truyền nhân của Lý Gia, thâm tâm ông rõ hơn ai hết. Nếu không phải năm xưa ông tìm đủ mọi cách bắt ép nó, làm sao 16 tuổi đã phải đi trước khiêu chiến Xung Nhị tiên sinh, còn bị phế đi nửa phần công lực, từ đó về sau không thể nào có thể luyện công tuyệt thế được nữa. Công chúa, ta từ trước tới nay chưa từng bắt ép Chính Nhi. Ông không bắt ép nó, bởi vì trong tim của ông vốn dĩ đã không hề coi nó là con trai của mình. Người mà ông luôn nghĩ tới, đó chính là kẻ tiện nhân kia và con trai của ả ta. Đáng tiếc, bà ta cũng không hề muốn gặp lại ông nữa rồi. Bi thương hơn đó là Tiểu Lý Phi Đao xếp hạng nhất trong cuộc thi đấu binh khí cũng đã không còn trên đời này nữa. Lý Mạn Thanh, ông hãy từ bỏ đi. Bất kể thế nào, ta cũng sẽ dùng tất cả tính mạng của ta để bảo vệ cho gia đình này. Thiếu chủ, thiết thúc, thiếu chủ, thúc cũng đã quay về rồi. Trên đường vất vả rồi, tình hình như thế nào rồi? Ta mấy năm nay luôn luôn bên cạnh truy đuổi tung tích của mẹ con Thượng Quan Tiên. Mỗi lần ta truy đuổi, bọn họ thường rời đi trước. Nhưng lần này ta có một tin tức rất chính xác. Bọn họ ở đâu? Sơn Thành. Sơn Thành. Vậy thì tốt quá rồi. Thiết thúc, làm phiền thúc nhanh chóng giúp ta tìm ra mẹ con của họ, sau đó nghĩ cách đón bọn họ quay về. Được. Thiết thúc, đợi đã. Nhớ rõ, hành tung lần này nhất định không thể để công chúa biết được. Được, ta nhất định sẽ đưa công tử quay về. Thiết thúc vất vả rồi, lão nô cáo từ. Phụ thân, nhi tử trong lòng bất an. 10 năm trước, con thân nam nhi tuổi trẻ ngông cuồng, cao thủ võ lâm khiêu chiến khắp giang hồ. Khoảng thời gian này, con đã làm một chuyện sai lầm khiến con đến tận hôm nay vẫn không thể nào buông bỏ được. Tiết đại hiệp, ta tưởng rằng ngài không tới chứ. Ta thân là minh chủ võ lâm, người ở trong giang hồ hạ kế sách với ta, quyết chiến với ta, không phải vì muốn ép ta nhận lời thách đấu sao?
Sự việc không phải như vậy. Vì muốn chứng minh phi đao Lý gia chúng ta, vẫn mong Tiết đại hiệp vui lòng chỉ giáo. Được, hôm nay ta muốn xem năm xưa tiểu Lý phi đao xếp thứ 3 của Bạch Hiểu Sinh binh khí hổ có chỗ nào lợi hại hơn người. Đại hiệp, ngài đang bị nội thương mà vẫn thi đấu với ta sao? Đây không phải là điều ngươi muốn sao? Không, không phải vậy. Ta tuy rằng muốn thắng ngài, nhưng ta từ trước tới nay chưa từng muốn thi đấu kiểu này. Nếu sớm biết ngài bị nội thương, ta tuyệt đối không thi đấu với ngài đâu. Có thể chết dưới tay của tiểu Lý phi đao cũng coi như là chết một cách mãn nguyện rồi. Là con đã giết Tiết đại hiệp. Kể từ sau trận chiến ấy, tuy rằng danh tiếng của con đã vang xa, nhưng từ đầu tới cuối con vẫn chưa đạt đến cảnh giới cao nhất của tiểu Lý phi đao. Còn chính Nhi tuy đã trọng thương không thể luyện được phi đao nữa. Đến nay Lý gia đã không còn được thịnh vượng như trước. Nhiệm vụ cấp bách lần này là đón mẹ con tiên tử quay về để truyền thụ lại tuyệt đỉnh võ công của Lý gia chúng ta. Hai người qua bên đó, rõ. Tiểu tử, ta cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi. Mau giao cho ta tấm bản đồ giấu bảo mật, nếu không ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Ngươi nói cái gì vậy? Ta không biết ngươi đang nói bản đồ giấu báu vật gì cả. Không biết ư? Được, vậy ta sẽ từ từ hành hạ ngươi, vắt kiệt máu thịt của ngươi. Cho dù ngươi có giết ta, ta vẫn sẽ không biết gì hết. Không nói phải không? Tên tiểu tử đó được cứu rồi. Ngươi tỉnh rồi sao? Là cô đã cứu ta sao? Đúng. Đa tạ nhá. Ngươi không cần đa tạ ta. Ta nói với ngươi rồi, con người ta không thích nợ ai bất cứ thứ gì. Nếu lúc trước ngươi đã giúp ta, vậy thì lần này coi như ta đã trả hết cho ngươi rồi. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Ta ra ngoài kiếm cho ngươi ít thảo dược rồi quay về. Không ngờ rằng Tiết cô nương lại trượng nghĩa như vậy. Nhưng ta gặp nguy hiểm, không thể lại làm liên lụy đến cô ấy nữa. Đứng lại. Đi. Bèo nước gặp nhau,
Ta không muốn làm liên lụy đến cô nương, vì vậy đã không từ mà biệt. Ân cứu mạng, ngày khác nếu như có thể gặp lại, nhất định sẽ cảm tạ. Thượng quan Hoại, xem ra phải ra tay từ nhóm sát thủ kia rồi. Tên tiểu tử này. Tìm thấy chưa? Không có. Đã tìm thấy chưa? Chưa thấy. Thế nào rồi? Tìm khắp nơi đều không thấy, đều không tìm thấy. Tiếp tục tìm, rõ. Sống cho tốt. Sống cho tốt. Mẫu thân. Mẫu thân. Đừng mà. Huynh tỉnh rồi. Vì sao ta lại ở đây? Người hôm qua đánh ta là muội sao? Không phải là muội thì là ai? Nếu như không phải muội, huynh sớm mất mạng rồi đấy. Sao muội biết được? Những người đó đang truy sát ta. Lúc ta muốn tìm huynh vì không tìm được, muội liền chạy đến nhà tìm huynh. Lúc ta đến nhà huynh, nhà của huynh đã biến thành một mớ lộn xộn rồi. Muội nghĩ chắc là huynh xảy ra chuyện. Đúng rồi, những người đó vô duyên vô cớ, vì sao lại muốn làm hại huynh vậy? Bao nhiêu năm như vậy, ta cũng không biết. Mẫu thân của ta đi rồi. Sao lại như vậy? Huynh cũng đừng nghĩ nhiều quá. Huynh cứ ở đây tĩnh dưỡng cho tốt. Muội nghĩ chắc là bụng của huynh đói lắm rồi. Muội giúp huynh chuẩn bị một chút đồ ăn nhé. Muội nói huynh nghe, ngàn vạn lần không được để cha muội phát hiện ra huynh ở đây. Cha muội hận không thể băm vằm huynh thành trăm mảnh vì làm hỏng đại sự của ông ấy đấy. Mau ăn đi. Huynh đừng có mà nhìn ta như vậy đi. Ta cảm thấy huynh như vậy giống như quỷ kế đa đoan, giống như đang nung nấu làm chuyện gì đó vậy. Còn nữa, cả bụng chứa đầy chủ ý xấu nữa. Mau ăn đi. Giỏi cho tên khốn kiếp nhà ngươi, hôm nay còn có gan chạy đến phòng của con gái ta. Trương Bá Phụ, mau đi đi. Đồ ngốc, huynh nhìn gì nữa, mau đi đi. Được, cái tên khốn này. Không được đi. Bá Phụ, con xin lỗi, con cản ta làm gì? Ngươi chạy đi đâu? Ngươi quay lại đây. Cha, ngươi quay lại đây cho ta. Cha, sao ta lại nuôi ra một đứa con gái như con chứ? Không những bị cái tên tiểu tử xấu làm như con, con còn dám giấu nó trong khuê phòng của mình. Nếu như để người ta biết được, sau này làm sao gả con ra ngoài đây? Cha, so với việc gả con cho kẻ con không thích, còn không bằng cả đời này không lấy chồng sao? Cái gì? Con muốn cả đời không gả sao? Vậy ta không nuôi nữa. Ta nói cho con biết, đến lúc phải hứa gả, nếu như con còn không chịu đi, ta lập tức đuổi con ra khỏi cửa đấy. Được thôi, vậy xem trong chúng ta ai buồn. Cha, con không hiểu, mỗi người cha đều hy vọng con cái mình có thể ở bên cạnh mình lâu hơn. Chỉ có người, mỗi lần đều muốn con sớm gả ra ngoài. Sao cha lại kỳ quái như vậy? Con thật là không hiểu lòng cha mà. Cha là phú hộ đứng đầu sơn thành, tiền tài như nước. Con nói xem, nếu cha không tìm được cho con một gia đình tốt, sau này tiền tài kho báu của cha thì để cho ai? Khương công tử đó, người ta là con quan thế gia. Nhà chúng ta thiếu chính là quyền lực chốn triều đình. Giờ thì hay rồi. Toàn bộ bị con phá hỏng rồi đấy. Triều đình, ai thèm? Cứ để mặc cha ta tiếp tục làm như vậy cũng không phải là cách hay. Phải nghĩ ra một cách giải quyết nhanh gọn mới được. Cha, người muốn gả con cho người ta, con có một chủ ý rất hay. Người có muốn nghe thử không? Không tệ đâu.
Cách gì thế? Chính là... Cái tên hoại phôi tử này muốn sống tạm ở đây à? Thế nào, rốt cuộc có được hay không? Sao thế? Được. Nếu như ngươi thay y phục rồi trang điểm lên một chút, dựa vào tướng mạo của ngươi, còn phải lo mấy người quý nhân đó không bỏ tiền vào người ngươi sao? Này, bà xem ta là hạng người gì vậy? Muốn ta giúp bà làm ăn sao? Có bệnh. Chỉ còn bằng này thôi, cầm lấy đi. Để mặt số ngân phiếu này cho ngươi ở tạm vậy. Nhưng mà ta cảnh cáo ngươi, đừng có động đến cô nương ở chỗ của ta đấy. Nghe rõ chưa? Yên tâm đi. Còn nữa, nhớ kỹ, đừng để người khác biết ta ở lại đây đấy. Được rồi, được rồi. Đoán chắc mấy tên sát thủ đó không thể ngờ được ta vẫn đang sống ở trong thành, trốn ở kỹ viện rồng rắn hỗn tạp này. Chào khách quan, chào khách quan, mời vào trong, mời vào trong. Mấy vị khách quan ăn gì thế? Để món ngon ở chỗ các ngươi toàn bộ mang hết ra đây. Vâng, đợi một lát, lập tức đưa lên ngay. Rượu ngon, món ngon. Đại ca, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tiếp tục điều tra, nếu như không tìm thấy bản đồ, chúng ta ai cũng đừng mong trở về. Vâng. Đại ca, người đó đã đi theo chúng ta rất lâu rồi đấy. Đi, xem cô ta có thân phận gì. Vâng. Khách quan, rượu và thức ăn của ngài. Hoại phôi tử, ta đưa cho ngươi nhiều tiền như vậy, sao ngươi lại ở nơi như thế này? Ở đâu chả như nhau, chỉ cần có thể giữ được mạng là tốt rồi. Cái nơi này rồng rắn hỗn tạp, quan lớn quý nhân, trộm gà trộm chó đều có. Muội chưa từng nghe nói à? Nơi càng nguy hiểm chính là nơi an toàn nhất. Được rồi, được rồi, Huynh khỏi phải phí lời. Muội có một chuyện muốn Huynh giúp đỡ. Chuyện gì thế? Cha ta, ông ấy cứ ép ta phải thành thân, cho nên ta muốn nói, có thể mở một cuộc tỉ thí chiêu thân. Đến lúc đó Huynh có thể giúp ta phá hoại nhé. Phá hoại? Ta muốn lên đấu, ta muốn lên. Cơ hội tốt, ta cũng muốn thử. Con gái, cha đã làm theo lời con rồi đấy. Chuẩn bị tất cả xong xuôi rồi chứ? Hôm nay ta mặc kệ, con chiêu thân cũng được, ở rể cũng được. Bất luận thế nào, con đều phải tìm được một con rể về cho ta. Cha, cha yên tâm, con gái đây thích nhất là nam tử văn võ song toàn. Chỉ cần thông qua phương thức này mới có thể tìm được người phù hợp tâm ý của cha, lại phù hợp tâm ý của con. Tốt tốt, nếu đã như vậy, vậy cha sẽ đợi xem. Không ngờ lại muốn ta sớm gả ra ngoài như vậy. Không có cửa đâu. Vừa hay mượn cơ hội này chặt đứt suy nghĩ của cha. Các vị, phường mỗ ta trong nhà có tiểu nữ Khả Khả.
từ nhỏ đã văn thạo võ lược. Hôm nay đến tuổi xuất giá, Phương mẫu ta ở đây lập ra võ đài này vì tiểu nữ tỷ thí chiêu thân. Ai có thể lấy được đôi bỉ dực uyên ương trên cột kia chính là người chiến thắng. Không những có thể trở thành con rể của Phương gia ta, tương lai còn kế thừa sản nghiệp của Phương gia ta. Tốt. Bây giờ cuộc tỷ thí chiêu thân chính thức bắt đầu. Con gái, vậy cha sẽ chờ xem. Tốt. Tiểu quỷ, ta sẽ xem còn có thể đắc ý đến bao giờ. Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga sao? Người này xem ra cũng có chút bản lĩnh đây. Tiêu rồi. Hợp tác vui vẻ. Không bằng thoát khỏi bọn họ trước. Người này nhìn trông thật phiêu giạt quá đi. Hình như là Tiết cô nương.